Theo Bộ Công Thương, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa quý 1 đã tăng trưởng vượt dự kiến, trong đó đáng chú ý là sự tăng trưởng của khối các doanh nghiệp trong nước và nhóm ngành hàng nông lâm thủy sản, khoáng sản. Quý 1 năm 2017, tình hình xuất nhập khẩu được đánh giá có nhiều điểm sáng hơn so với kỳ vọng. Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu cả nước ước đạt 43,73 tỷ đô la Mỹ, tăng 12,8% so với cùng kỳ, so với mức tăng dưới 10% của cùng kỳ năm ngoái. Đây là con số tương đối khả quan. Đóng góp cho tổng kim ngạch xuất khẩu của khối các doanh nghiệp trong nước tăng trưởng khoảng 12%, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là 13%. Nếu so với con số của năm ngoái, khi các doanh nghiệp trong nước tăng trưởng dưới 1% và thấp hơn khá nhiều so với tăng trưởng của khối các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên 5%, thì việc các doanh nghiệp trong nước có mức tăng trưởng xuất khẩu lên đến 12% gần cân bằng với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sau quý 1 là kết quả đáng ghi nhận. Trong số các nhóm hàng xuất khẩu, nhóm nông lâm thủy sản có mức tăng 12,2%, chiếm tỷ trọng 12,5% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa, cao hơn mức 11% của năm ngoái. Nhóm công nghiệp chế biến giữ vững tốc độ 12,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Cũng theo Bộ Công Thương, nhờ giá dầu và các mặt hàng khác tăng nên kim ngạch xuất khẩu của nhóm nhiên liệu khoáng sản đang dần lấy lại mức tăng trưởng sau một thời gian giảm khá sâu.